khung hình. Cái này á Kìa, kìa, nó dưới là kìa, cái nó dưới nghiệp kìa, vụ nó của dưới mấy kìa. cái ông quay dựng ở đây nè. Khi mà ông quay dựng là phải có cảnh một, quay ở đâu, lời thoại là gì, như thế nào. Bình thường đó là chúng ta không có cái năng lực như ông này á, mình không có nghĩ ra được đâu. Còn bây giờ chỉ cần mình gõ ra đúng cái lời thoại như vậy thôi thì nó sẽ viết ra được đâu mà. Chuyển cảnh là sinh viên tốt nghiệp ôm nhau chia tay, văn phong cảm xúc nhìn lại hành trình. Từ những ngày đầu tiên đến giây phút này, mỗi khoảnh khắc tại FPT là một kỷ niệm không bao giờ quên. Rồi sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh nhẹ nhàng, không gian mở, vân vân. Cái này thầy cô thấy á, là nó sẽ gửi cho mình rất là cụ thể đúng không ạ? Rồi con hình cái gì? Lịch sử hiện đại ha. Trời trời, người ta của công nghệ AI mà. Chạy gì mới được chứ, chạy không cản được luôn á. Không ngưng được. Ví dụ như mình nói với AI là soạn 7 slide về lịch sử hiện đại, nhưng mà nội dung mình muốn truyền tải là gì ạ? Đơn giản dễ hiểu cho học sinh đúng không ạ? Rồi, em ghi rất là gọn nhẹ, đối tượng xem là Gen Z. Gen Z là đối tượng đơn giản, đối tượng học sinh. Tức là rất là nhanh. Là nó sẽ gửi cho mình đó là một nói gì, hai nói gì, ba nói gì, bốn nói gì. Nhưng mình lưu ý nha, AI nó đang có một cái kỹ năng rất là hay. Đó là nó nói xạo y như thiệt vậy đó. Thật sự đó là một cái năng lực của AI đó. Cho nên lúc này đó là thầy cô cần phải check lại với lại cái tài liệu của mình rồi những cái khác, xem coi là đúng bao nhiêu phần trăm, rồi sau đó thầy cô tính dụng hay không là cho mình ha. Rồi bây giờ nè, bắt đầu á, cô xin sẽ dịch cái này sang tiếng Việt nha. Nguy hiểm quá AI ơi. Một cách mạng thực số nhân bản. Cái này á là mình đang áp dụng để mà mình thiết kế ra cái slide. Ok, đợi nó chạy chút xíu ha. Ở đây thì em sẽ mở một cái tab mới để chuẩn bị làm cái hình cho thầy cô xem. Nó rất là đơn giản. Rồi, bây giờ là giả sử em đang có một cái nội dung này xong, bây giờ em muốn làm slide đi. Thế thì bắt đầu là đầu tiên nhất về AI là thầy cô hãy xem nó như là chồng hay là vợ mình đó. Tức là đầu tiên nhất là phải nói rõ cái bối cảnh cho AI hiểu. Cho nên đầu tiên nhất là ra một cái lệnh đó là hãy đọc đoạn văn sau đây. ChatGPT. Copy hả? Thầy có thấy là nó sẽ trả lời ok, tất nhiên rồi, cần cái gì cứ đọc thôi. Cái mình copy này vô. Sau khi bắt đầu mình copy vô như vậy, bắt đầu nó sẽ đánh giá, à đây là một cái bài PowerPoint rất thú vị, rồi tập trung vào các sự kiện gì đấy. Sau cái này xong, bắt đầu nó sẽ hiệu chỉnh lại cho mình là cái slide này á, là gồm có tiêu đề là gì, phụ đề là gì vân vân. Cái này thì mình không quan tâm lắm, cứ cho nó tự chạy đi. Cái tiếp đó là mình sẽ ra một câu lệnh cho nó đó là hãy đóng vai là chuyên gia viết Chrome Delphi. Lát nữa sẽ làm cho mọi người coi. Mình chạy gì mày không dừng với ai. Rồi chỗ này
là mình sẽ đắp nó bằng cái vai như thế này. Hãy đóng vai chuyên gia thiết kế Rome Dell E3 rồi thiết kế mỗi slide mỗi Rome. Có nghĩa là như vậy là quý thầy cô, mình có 6 cái loại của AI á, thì hiện tại mình đang chưa có cái năng lực là viết cái câu lệnh cho AI hình ảnh, cho nên mình đang vay mượn cái năng lực của ChatGPT để nó đóng vai là chuyên gia AI hình ảnh. Xong rồi sau đó mình gõ cái này xong á, mình cần cái slide mà cỡ 16:9 á, thì thầy cô gõ vào đây 16:9. Đó, khi mà có cái câu lệnh đó đó, Rome đó, một bức tranh minh họa tiêu đề lịch sử gì đó đó, quý thầy cô. Sau khi có nó xong rồi á, lát nữa xin sẽ copy cho thầy cô xem là nó sẽ tạo hình ra như thế nào. Nhưng mà cái này thì đối với thầy cô nào có ChatGPT bản Plus nha. Dạ, còn nếu mà thầy cô không có bản Plus mà phải tốn 20 đô một tháng á, thì thầy cô có thể xài cái pin email miễn phí. Thì bắt đầu mình sẽ lấy cái câu rơm này nè, cho mình thả vô cái biên email. Khó hiểu quá. Cái này thì hơi khó tí xíu với cái thầy cô nào mà chưa có dùng công nghệ thông tin nhiều hoặc là dùng AI á, thì nghe nó hơi khó. Nhưng mà thật ra thì thầy cô cứ dùng thử đi. Thời xưa cô sinh cũng không có dùng được cái này đâu. Rồi, trong khi nó làm cái hình này nha, của xin muốn demo một cái khác. Ok, xong rồi, phải demo luôn. Quý thầy cô thấy nó đang tạo hình ảnh đó. Dán vô nữa. Lúc này là chúng ta chỉ cần ngồi làm này làm kia mọi cái cho chưa có bao nhiêu lâu, xong rồi sau đó chờ hình đó thôi. Đi uống nước được rồi, chạy ra không rồi. Đấy, tạo bức ảnh này biểu tượng danh sách mọi cái. Và giả sử thì cô cảm thấy là cái phong cách này mình không thích. Mình thích phong cách gọi là hoài cổ, hoặc là phong cách là vũ trụ, thì bắt đầu mình nói với AI là hay thiết kế cho tao phong cách vũ trụ. Ghê trời, nhà mấy đồ quả nó ế ghê. Cái này thì thầy cô khi mà chưa biết dùng á thì mình cảm thấy nó khó, nhưng mà dùng xong rồi đó gọi là nghiền luôn. Là cô sinh đó cứ ngồi trên xe, là cô sinh muốn sáng tạo cái gì đó, cô sinh ngồi ngay tại chỗ, sinh gõ sáng tạo ra idea cái này cái kia. Nếu như hôm trước đi bị kẹt xe xong, cái mình sáng tạo ra một đàn ông trung niên bị kẹt xe, ánh mắt buồn rời rời rời. Thầy cô thấy không ạ? Đấy, rất là nhanh chóng. Làm sao mà chúng ta có thể thiết kế được cái phong cách kiểu này? Rồi, cái mình nói với giống ví dụ như là ê, thiết kế cho ta phong cách Phục Hưng đi. Nãy giờ là chỉ là demo cho quý thầy cô về cái cách mà mình tạo ra những cái hình ảnh đẹp cho cái slide thôi. Chuyển từ rồi lát nữa quý sinh sẽ show ra là các ban giám hiệu, xong rồi sau đó là những người làm công tác quản lý, làm sao quý sinh có thể hiểu được insight của họ ha. Đây quý thầy cô thấy mà rất nhanh đúng không ạ? Rồi. Hèn chi hổm gài thấy trên Facebook đó, có mấy cái hình ngộ cái hình này nè. Nhưng mà nó vàng đạt cho báo không mà cái gái hình ngộ. Trái cây dùng cây chừng cả 500 ngàn trái nè. Rồi nó luôn rồi nè, cái này nè. Hèn chi chính xác luôn rồi, có Facebook. Rồi bây giờ nè, cái thầy cô
Vua xin đó là làm cái câu lệnh này: hãy đóng vai ban giám hiệu một trường cấp 3 tại Việt Nam khi tham dự hội thảo AI ChatGPT với giáo dục trung học thông kỹ số thì bạn quan tâm nội dung gì, tại sao? Lúc sáng mình thấy anh Hoàng Nam Tiến đó, có nói là để mà hiểu được các hiệu trưởng là mọi cái muốn gì á thì ảnh cũng đang dùng ChatGPT giống như Wilson vậy đó, nhưng mà cái là ảnh dùng mình nằm trên máy của ảnh, còn bắt đầu Wilson show ra cho quý thầy cô xem đó, tương tác AI trong giáo dục, tôi quan tâm đến sự thích nghi trong thời đại số và sự đảm bảo về an ninh và đạo đức. Rồi bắt đầu với Wilson mới nói nếu mà có diễn giả như Wilson nói về chủ đề AI và ChatGPT để thiết kế bài giảng, có quan tâm không? Tại sao? Xong rồi sau đó trả lời: đây, tích hợp công nghệ giáo dục, tạo nội dung phù hợp, tối ưu hóa thời gian và nguồn lực để thúc đẩy sáng tạo giảng dạy. Thì bình thường á, chưa gặp 600 thầy cô ở đây, cô không biết. Thầy biết thầy cô có quan tâm không? Bây giờ hỏi ban tổ chức là các thầy cô có quan tâm này nọ không? Thì ban tổ chức sẽ nói ở gần như cũng có đó, nhưng mà mình cũng chưa tự tin lắm, chẳng hạn vậy. Thế thì bắt đầu mình cho AI đóng vai luôn, xong rồi sau đó bắt đầu trả lời, mình hỏi khó để AI nó trả lời lặp lại, bắt đầu có thêm niềm tin từ bắt đầu AI cung cấp nữa. Có ai em đã buồn hay mấy người cô đơn á? Nói chuyện nó đồ chơi, nên trả lời. Rồi bây giờ tôi xin hỏi tiếp nè, đối với các môn toán, lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, giáo dục công dân, bạn kỳ vọng diễn giả sẽ trình bày như thế nào để bạn có thể ứng dụng vào thiết kế bài giảng các môn học vừa liệt kê? Tại sao? Đấy, thứ nhất là quý thầy cô sẽ quan tâm là tạo nội dung tùy chỉnh, có nghĩa là ok, hướng dẫn cho tôi cái công cụ này rồi bắt đầu tôi sẽ tự ứng dụng nó. Cái thứ hai là cá nhân hóa học tập, tại vì mình biết rằng mỗi đứa là có cách học khác nhau. Thế thì bắt đầu đó là mình sẽ cá nhân cái chương trình đào tạo gì cho tụi nhỏ, mà xưa thì làm nó khó quá. Rồi tạo là tài liệu giảng dạy đa dạng, tư duy sáng tạo và thực nghiệm. Đó thì đây là gì ạ? Thầy cô đang ứng dụng cái Po và cái ChatGPT. Rồi bây giờ sẽ demo tiếp cho quý thầy cô một con mà cô xin nghĩ rằng nó sẽ các thầy cô làm công tác quản lý tổ chức sẽ rất quan tâm. Con đó có tên là Whimsical. Đọc sao rất vậy ha. Thì thường á chúng ta hay phải lên cấu trúc bài giảng rồi vẽ mind map gì đó quý thầy cô. Thế thì bây giờ á là đơn giản, khi mà thầy cô đăng nhập cái này như cái đăng nhập cái mail lúc nãy đó, thầy cô chọn biểu tượng này, đây rip new này nè, bo rồi kéo cái mind map này qua đây. Rồi bây giờ thầy cô thường làm mấy cái hoạt động mà gọi là brainstorm về chủ đề thì cho xin một chủ đề thử. Công tác quản lý của mình sẽ là ví dụ như là giáo trình học tập năm 2024 của mình. Em cần một cái câu gì đó thì gọi vô AI. Các thầy cô ban giám hiệu mình làm công tác quản lý thì mình hay hay phải dạ. À, kế hoạch giáo dục nha. Kế hoạch giáo dục cụ thể là gì ạ? Kế hoạch giáo dục nhà trường. Ý là nó cụ thể hơn chút nữa thì nó ra đúng luôn. Cái này thì ok phải không ạ? Rồi, thế thì cái này nè. À, trường cấp 3 chứ. Trường cấp 3. Trường phổ thông. À, trường trung học phổ thông, ok. Dạ. Điểm chính xác chứ. Rồi, bắt đầu ở đây thì cô sẽ thấy nè. Nó có lúc mà sáng sáng ở đây nè. Chính là AI đó. Bấm vô cái. Ngay lập tức bập. Ồ, ra kìa. Tú ra rồi kìa.
Xong rồi sau đó nó ra cái mind map này là quý thầy cô đó xây dựng chương trình học tập đa dạng để đảm bảo giáo viên được đào tạo chuyên môn, xác định chuẩn mực gì đó ngoài cái này. Rồi ví dụ như thầy cô muốn cái nhánh nào mà làm sâu hơn nữa, ví dụ như là chọn lại cái này ha, chọn lại cái này nha, bấm vô nó, xong rồi bấm AI chạy tiếp nữa. Đó, nó sổ ra tiếp. Đây, tạo chương trình học linh hoạt và đa dạng phù hợp với nhu cầu học sinh, xác định mục tiêu cụ thể, thiết kế bài giảng, đưa ra các phương pháp có hiệu quả. Rồi thầy cô muốn sâu vô cái nào nữa không? Dạ được rồi hả? Dạ đó thì quý thầy cô thấy một điều là lúc nãy á là chúng ta nghĩ rằng AI là nó gì đó nó quá khủng khiếp mọi cái. Thật ra cái nó không phải vậy đâu. Cô xin thấy là nó còn dễ hơn hồi xưa mình học xài Excel, PowerPoint. Hồi xưa á, mình học cái đó mình thấy mình chày da chắc chảy luôn. Còn bây giờ chỉ cần đó là mình có cái tư duy về cái nghiệp vụ của mình, xong rồi sau đó mình có cái tư duy học á, mình gõ đúng cái thôi là nó ra giúp cho mình tiết kiệm thời gian gọi là rất là nhiều. Đấy, thì chỗ này thầy cô nhớ là đừng có quay là bớt lên mạng nha. Đây là bí quyết của em chia sẻ với thầy cô. Đây ví dụ như em có làm một cái con này nè, hai con này á, em á là cấu hình nó là chuyên viết diễn văn cho tổng thống Mỹ 20 năm kinh nghiệm. Xong rồi sau đó là có một cái tình huống á, là em phải đi muốn gặp một cái anh gọi là bí thư đoàn thanh niên cộng sản ở ngoài Hà Nội á. Bình thường ví dụ như có Facebook rồi viết gì bây giờ, viết gì mà cho nó hấp dẫn mà để mà làm quen được với thầy cô. Cái này là quý thầy cô nhớ đừng có quay post Facebook nữa. Chết em. Rồi ở đây là show địa chỉ của mấy con AI á, bài khai thác nó có nhiều cái công cụ con AI hỗ trợ. Cậu AI đi 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 c